Brisa quay lại Warrow ngay sau đó để tìm kiếm gia đình mình. Anh ta tìm thấy con trai Eren và con gái nuôi Mikasa, nhưng biết rằng người vợ Kala của mình đã bị giết. Brisa quyết định giao nhiệm vụ của Kruger cho Eren, dẫn cậu vào rừng một mình và tiêm cho cậu bé một mũi huyết thành Titan. Là một Titan đần độn, Eren đã ăn thịt cha của mình, thừa hưởng cả Titan tiến công và Titan thủy tổ. Eren trong vòng 5 năm không hề có ký ức về sự kiện này. Sau khi đóng cổng World Maria, ông ta để lại những lời nói cho những người ở hoàng tộc phía bên kia đại dương là: nếu Edea thiêu rụi thế giới một lần nữa, chúng ta sẽ bị tiêu diệt như đại đình. Cô lấy Titan thủy tổ từ ta cũng vô dụng mà thôi. Ta và Titan thủy tổ đã lập một lời thề hải chiến. Sau 17 thế kỷ, Titan thủy tổ được kế thừa bởi Garth Fritz, vị vua thứ 145. Vua Fritz đã chọn từ bỏ các cuộc nội chiến của người Edea, nhưng đại chiến Titan vẫn cứ tiếp tục. Ông ta thông đồng với người Melee và gia tộc Titan chiến trụy để họ chiếm được 7 dòng số 9 Titan. Trong suốt cuộc chiến, Edea đã mất toàn bộ lãnh thổ trên lục địa của mình cho Melee. Nhà vua đã đưa các thần dân của mình ra ngoài đại dương đến đảo Faradith. Khi chuyển thủ đô Edea đến đảo Faradith, ông đã sử dụng sức mạnh thủy tổ để tạo ra hàng đống Titan khổng lồ đứng quắt tay nhau hóa cứng tạo thành 3 bức tường: Maria, Rau và Sina. Một thời gian sau khi mọi người tập trung bên trong bức tường, vua Fritz đã sử dụng Titan thủy tổ để xóa đi những ký ức về thế giới bên ngoài, cỏ ký ức của đa số dân chúng, khiến họ tin rằng họ là tàn dư cuối cùng của loài người trong một thế giới bị Titan tàn phá tất cả. Như là tất cả các bạn đều bị lừa từ kiêu một, hi hi. Một thời gian sau đó, nhà vua truyền quyền lực của mình cho con cháu trong hoàng tộc. Thời kỳ hiện tại này được gọi là gia tộc Rist. Trong nhiều thế hệ, gia đình Rist đã truyền Titan thủy tổ từ người kế vị này sang người kế vị khác sau mỗi 13 năm. Một thời gian sau, vào năm 842, Uri Rist đã truyền lại Titan thủy tổ cho đứa cháu gái Frieda Rist, con gái của ông anh trai Rodrist. Hai cha con đều là người căm ghét Titan và quyết định sử dụng thủy tổ để chinh phục thế giới bên ngoài bức tường. Thế nhưng kết quả chỉ làm cho Rodrist thất vọng mà thôi. Frieda lại trở thành một con người suốt ngày rao giảng về đạo đức và khóc thích chiến tranh. Ý chí này đi ngược với mong muốn bản thân của cô ta, làm cô ta rất là stress và nhiều lần muốn tự tử. Frieda có lẽ đã sử dụng rất ít khả năng của Titan thủy tổ trong 3 năm tiếp theo. Mặc dù trong dịp này, cô đến thăm đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình là Historia Rift và sử dụng khả năng của Titan thủy tổ để xóa ký ức của cô bé về mỗi lần ghé thăm. Khi 3 năm trôi qua, bức tường Maria đã bị sụp đổ dưới chân thằng bạp địch đại hình. Sau khi nghe tin về cuộc tấn công vào quận Sigalcina, Garen Rift đã tập trung tại một hang động ngầm bên dưới nhà nguyệt, nơi Titan thủy tổ đã được truyền qua nhiều thế hệ. Khi ở trong hang, họ được Grisa Eager đến thăm. Grisa tự nhận mình là một người Edian và là một thần dân của Ymir, cầu xin Frieda sử dụng Titan thủy tổ để cứu người dân trong bức tường. Nhưng những lời cầu xin của anh ta đã không được đáp lại. Ra là chúng mày ép bố mày. Anh ta quyết định thực hiện lời hứa với Kruger, biến thành Titan tiến công, đấm nhau với Titan thủy tổ của Frieda. Do thiếu kinh nghiệm solo cận chiến, cô ta bị đấm sấp mặt và bị Grisa ăn thịt cướp lấy thủy tổ. Tiền chân thì tiêu diệt cả lò hoàng tộc. Duy có mỗi Rodrick lẻ chân chúng mất tiêu,